trên sân thượng mình nè mọi người. Ô, giờ mình không có trồng, mình chưa trồng rau gì đó, tại dẹp mình nè. Ồ, luôn trắng xóa luôn. Giờ là nó ít ghê hơn nãy nè. Làm gì chỗ này giờ mọi người? Thì mình chỗ này mình sẽ viết cái chữ là chúc mừng năm mới theo tiếng Hàn nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ viết chữ xe nè. Xe he là năm mới nè mọi người. Phục có nghĩa là nhờ may mắn nha mọi người. Mình sẽ viết cái chữ chữ này là mã ni nha. Mã ni là nhiều. Mình sẽ viết tới kiếp là cái chữ Patricio, có nghĩa là nhận năm mới, nhận được may mắn đó mọi người. Thì nó đồng nghĩa với cái từ này chúc mừng năm mới của mình đó. Người Hàn ta vào dịp Tết sang năm là người ta thường chúc cái câu này đơn giản và nhanh gọn mọi người ơi. Xe hai bốc mà đi bà tư xe giờ á. Thì không những có cái chữ này mà mình cũng viết thêm vài chữ nữa. Nhân dịp năm mới mình cũng xin chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha mọi người. Mình sẽ sử dụng cái chỗ này, còn lại mình sẽ viết cái chữ chúc mừng năm mới nha. Mà mình thấy nó hơi thiếu á. Mình viết nó hơi không có được đẹp không nè. Viết nó cũng không có còn chỗ nha mọi người. Lâu mà thấy tiếc ghê á, cái mình lên sân thượng mình làm chơi chơi thì cũng vui nên làm kỷ niệm lại, chứ không biết mấy năm mấy tiết mới rơi một lần á, cả chục năm mới rơi lại một lần á mọi người. Chỗ mình ở á, hiếm gặp tiết lắm cho nên thấy tiết mình mừng lắm luôn, giống như nít vậy đó. Mình sẽ viết chữ chúc mừng năm mới ở trên này nha, còn cái chữ dưới là giống như mình thức tiết á mọi người, bằng tiếng Hàn đó. Thì bữa nay tiết rơi mình lên sân thượng mình viết chữ vài chữ cho mọi người ơi.